Sau đó mình sẽ cắt ra ra cái sợi giấy màu đỏ như này nhé. Một này. Hai này. Ba. Mình sẽ gắn nó lại với nhau nha. Mình sẽ gắn nó lại với nhau thành một hình như thế này. Sau đó mình sẽ dán lên trên cái phần đồng hồ này nha. Bây giờ mình sẽ dùng những cái tờ giấy màu xanh này. Mình sẽ cắt ra một bông hoa nha. Đầu tiên mình sẽ cắt ra một hình vuông như thế này. Sau đó mình sẽ dùng cái con ba để xoay ra đây một hình tròn. Bán kính khoảng tầm 2-3 cm nha. Và mình sẽ cắt nó ra này. Sau khi mà cắt xong một hình tròn như thế này, mình sẽ dùng cái bút chì để vẽ cái phần bông hoa nhé. Giờ mình sẽ cắt bông hoa này ra nha.
mình còn hai cái cạnh nữa nha. Như vậy là mình đã cắt xong cái bông hoa như thế này. Mình sẽ dùng màu cam để tô lại cái phần viền hoa cho nó được đậm lên nhé. Mình còn hai cái cánh nữa nha. Rồi mình sẽ gắn lên cái đồng hồ này. Đó, như vậy là mình đã làm xong một chiếc đồng hồ cực kỳ đơn giản, màu vàng và rất là xinh xắn như thế này. Đó. Mọi người thích thì có thể làm cùng mình nha. Sử dụng những cái tờ giấy thủ công để làm ra những cái đồng hồ cũng như là những cái đồ handmade cực kỳ đáng yêu như thế này. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo.